Xin chào anh em nhé. Hôm nay em xin gọi giới thiệu với anh em một siêu phẩm sàn phơn Abino mái. Bể của em là rộng 60 nhá. Con này nó rơi vào gần 40 phân. Đến từ đây đến hết góc đuôi nhỉ. À, anh em xem tô piu này. Rồi ôi, một đảo hoa chưa, quá đẹp luôn. Hoa chính hoa phụ nổ hết nhá. Cá này nó vẫn còn to nữa nhá, mắc size nó phải tầm 60 phân đường kính mâm. Mắt ngô cao nhá, không bệnh tật gì nhá, xa mái nhá, không có thịt nhá. Đây, đuôi đầy đủ, rất nhiều gai luôn. Đây, thêm một con nữa. Đây. Chú này cỡ khoảng độ 35 thôi. Hoa đúng là big spot luôn. Một đảo hoa